làm giọt như ai anh đông luôn ai na sa biết tu nó ba hỏi sư phụ nhà bé tớ đại mi lia đại say ư nhà hết ư nhà na cầm xa lơ ta má la hẳn ư ơi sông lơ nhà na nằm nằm lá bay cao ư nơ la đáy bay lơ ra tấu xa ai ra thái ba hết cả ma ba nữ ba tê ai ra ra ta bi tê sư lừa bay tê sư nhà nhẹ xì nhà ra thờ tao lứa thầm mấy lại nơi đau phiền nhà ra bay chạy lá tì nhà ra sớm mù nhà ra khát xa ra bay luôn ơi phùng phiền nhà bé lũ thì mẹ phá lìa thì mẹ vương nhà nhẹ xin nhà là thường tao lứa khăm mến là bà nữ ơi khăm trời nhà là thị thà ná cổ ma ơi mơ là mỹ ma mơ nhà là hệ tư nhà đó chú khai tu a căng ơi khai a nhà bé sĩ ta gọi ơi lia ta quay ơi nhà nhẹ thêm nhà đó trần tao lỡ cầm tháng ai ơi khăm nhà nhà ra đà đây lá sụt đây ơi ra đây nơi nhà ra muốn ơi thấy đứa cái tu áp phá ơi cả ba nhà đi lá ta gói ơi lia ta bay ơi nhà bé phú hàng cá lư lê hàng kỳ lư nhà nhẹ xin nhà ra thờ tao lỡ cụ bó na phở vơ ôi lao mơ nhà ra hồ bằng lá nạc tươi ơi chờ là nạc tươi chơi ยาโตไซ
bài lơ lơ bài cá la hai ơi bài cá ya ra từng ngàn nào nay ơi giờ là tiêu đây như phải lữ bay ra tàu ngư xài là nhà thiên sơ bố thứ hậu liền đi ยาราชินาไกลกันดีด้วย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 ยาราช
Kết thúc chưa? À, cảm ơn các bạn, cảm ơn anh chị, các bạn rất là nhiều nhé. Hôm nay là lễ hội 38 vào những ngày cuối tháng 3 của 2023, anh em dân tộc Nùng lại tiếp tục đi hội giao lưu hát xì, trai Đắk Nông gặp gái Đắk Lắk. Thấy chị gái Đắk Lắk xinh đẹp không ạ? Đẹp lắm, tuyệt vời. Hai chị cứ bảo gọi là hai chị để tôn trọng thôi, nhưng mà tuổi tác cũng không chưa nhiều lắm đâu, vẫn chưa có người yêu các bạn nhá. Còn hai anh trai Đắk Nông này thì đẹp trai khỏi nói, các chị gái xinh thì luôn nổi tiếng rồi. Nhân dịp những ngày cuối tháng 3 âm lịch thì mình luôn luôn chúc mọi anh chị và các bạn có một sức khỏe và làm ăn mùa màng bội thu, kinh doanh buôn bán thuận lợi và những cái cuộc sống luôn luôn tốt đẹp. Lâu lâu ta có cái hội thì ta lại đi gặp nhau giao lưu tâm sự, cứ cuộc sống mà cứ vui lên đi. Khi vui lên, cứ vui lên khi ta còn có thể. Đây hội bên kia mình sẽ du về cho mọi người. Mình đang
mình đang dùng chiếc Sony máy quay cho nên là zoom cũng khá là ok đúng không ạ? Từ bên kia sang bên này chắc cũng phải vài trăm mét, mình cũng zoom cho mọi người xem. Mấy năm nay kinh tế cũng khá là ổn định, cũng phát triển, nhiều gia đình cũng có mua được chiếc ô tô đi hội, và người nào chưa có thì anh em đi ở xa thì đi bằng dịch vụ nha các bạn nhé. Còn bên kia có một đoàn nhóm đang hát ở bên kia. Còn những người vẫn đang đến các bạn nhé, đây. Bên kia thì heo quay. Đấy. Đây là quốc lộ 26. Còn đây là anh chị hát xong giao lưu tâm sự. Bây giờ mới tâm sự thật này, hồi nãy là hát tâm sự. Bây giờ là tâm sự thật. Đấy. Giả lao uống nước đó. Si thì nhiều lắm các bạn ạ. Si thì 3 ngày 3 đêm vẫn chưa hết. Quan trọng là có sức để hát không. Đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hàng năm cứ Tết đến xuân về hoặc những cái đầu tháng 2, tháng 3 hàng năm ở trên Tây Nguyên cũng rất là nhiều lễ hội. Thứ nhất là mình sinh ra là bố mẹ mình sinh ra là mình là dân tộc Nùng, mình cũng là dân tộc Nùng, cho nên là bây giờ đi hội là chiếu là quay anh em người dân tộc Nùng nhiều hơn. Mong mọi người thông cảm. Kênh này là kênh mới của dân tộc Tây Nguyên, mong mời các bạn ủng hộ nhá. Và đăng ký kênh miễn phí và bấm vào quả chuông để xem thông báo những video tiếp theo. Mình quay thực tế. Bye bye. Thank you.
chào mọi người nhé. Hồi nãy nhạc đang hấp dẫn mình không dám bình luận đâu. 2:30 chiều những ngày cuối tháng 3 anh em đến thưởng thức chơi hội thì cũng vui như ngày thường thôi, đúng không ạ? Chiêng đây các bạn, lại gặp cái đẹp về chiêng, cái chiêng này, chiêng đây. Đây có kèo hát kiểu hát không em? Ít người nhảy nhưng mà người xem rất là nhiều nha các bạn ạ. Sáng nay ít nè, giờ đông nè. Cuộc sống thì gần như vậy thôi đúng không ạ? Vẫn như lễ hội khác, có hai trang phục người Nùng. Oh,
trường, gió lọt trời xanh khi hót hoa bơ. Với cả tình ta vẫn ta yêu thương, nhớ ngày cùng nhau đi giữa bãi quê hương, cho góc hồn này mai xanh lại trường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.